thiệu các bạn nhé, đây là cái con quốc PA nhé. Khi mà các cái nút nhấn này nó bị nặng tay, nó bị liệt, ấn nó không ăn thì anh em mua cái này của Du Tứ như này này. Đó, cứ thế là chúng ta đưa vào thôi, rất là dễ làm. Bôi vào như thế này để một lúc là nó khô là được luôn. À, bấm nó lại nhẹ như lúc đầu nhé, nó lại nhẹ như lúc đầu và nó rất là bền, được vài năm nó mới hết nhé. Phải được 3-4 năm, 4-5 năm tùy, tóm lại là nó như mới. Đó. Đây là đang đi dãy dãy bánh tiếng của các nhóm này của đàn quốc PA6 à. Cái này, cái keo than này phục hồi mạch phím này, phục hồi mạch nút chức năng và mạch bàn phím này, kể cả cái này cũng làm được luôn, là làm cho tất cả các loại đàn organ, đàn piano điện tử, nhìn chung nó là thiết bị dành cho điện tử, làm trên rất nhiều các loại đàn nhé, đàn nào cũng làm được hết. Đấy. vẽ mạch, ví dụ như mà cái mạch mà nó bị mòn than hoặc nó bị mất than thì chúng ta có thể vẽ lại được bình thường nhé, soi sát ở đây. À. Thế thôi, thế là ok. Đây cái nút acid thì làm rồi này, acid nó hơi nặng này. Thế là cái nút ABCD này làm rồi này. Thì anh em muốn sửa chữa, có nhu cầu mua thì liên hệ Du Tứ 0974682663 tại thành phố Hải Dương, ship toàn quốc cho anh em qua đường bưu điện nhé, ship nhanh chứ chậm. Anh em nhu cầu mua thì liên hệ. À, một cái tip này dùng rất là lâu mới hết. Rất là tiện lợi, rất dễ dùng, để sử dụng bảo quản thời tiết thoải mái. 40 độ thì mới sợ, còn cứ 30-35 độ thì không sao cả. Thực ra các bạn cứ dùng xong, nếu như mà các bạn tính và an toàn thì các bạn cứ sau khi dùng xong thì các bạn cứ vứt ở trong cái ngăn tủ mát của tủ lạnh là ok, hoặc vứt ở ngoài cũng được, với thời tiết mùa đông này không sao cả. Mùa hè này phải từ 40 độ trở lên, còn không thì bình thường cũng không sao. Đó. Đây là những cái nút mà nó chưa việc gì nhưng mà mình cứ khắc phục thêm mà thôi. Đây là làm cho một bạn đến từ Bắc Giang. Em ở đâu nhỉ? Huyện nào nhỉ? Em ở Lục Nam. Lục Nam à? Lục Nam Bắc Giang. Ok. Ngồi uống nước trà một lúc nào. Ok. Cái này có thể làm trên những cái chất liệu trên như này, ví dụ những cái mạch này mà nó mòn những cái này vẽ được hết nha anh em nhé. Du Tứ cung cấp lại rất nhiều luôn. Cảm ơn anh em theo dõi video.